Chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc máy hút ẩm thương hiệu là Amber. Tên nghe khá lạ, đây là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Thời tiết miền Bắc này dạo này rất là khá nhiều mưa, vì vậy thì độ ẩm trong nhà khá là cao, dẫn đến là mọi người đang mắc bệnh về hô hấp, nhất là trẻ em ạ. Và đặc biệt và ngoài ra thì còn nó còn làm cho đồ đạc trong phòng bị ẩm mốc, nhất là các thiết bị điện tử. Đây, các bạn hãy xem qua, đây là hộp chiếc máy này khá là to. Các bạn thấy đây là quen. Nhìn sang bên này thì mình có thể thấy một số đặc điểm nổi bật của chiếc máy á. Các bạn thể nhìn thấy đây là có cái phím điều khiển dạng xoay ạ. Phím điều khiển có màn hình cảm màn hình LED để điều khiển và có chế độ hẹn giờ trong 24 tiếng. Ở đây là cái khay đựng nước. Mình có rất là nhiều chế độ và có thể lọc tới trên 20 lít nước trên ngày, hút được 20 lít nước trên ngày. Và cuối cùng là chiếc máy này là có thể là kết nối với đường thoát nước. Như vậy là mình không cần sử dụng cái bình đựng nước này, mình thoát ngay ra khỏi đường ống nước trong nhà. Và dưới đây thì có đề qua thông số là máy này có thể sử dụng trong phòng có diện tích là 70 mét vuông và có thể lọc được 20 lít trên ngày. Các bạn có thể thấy đây là standard form, và đây là một sản phẩm đến từ nước Thụy Sĩ. Và công ty này được thành lập từ năm 1998 nữa. Các bạn thấy đây là logo Thụy Sĩ. Máy này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Bạn thấy bên đây thì có thể thấy là đây là lời cảm ơn của ông thiết kế ra chiếc máy này, Martin Stander. Đây là giám đốc của công ty này. Bây giờ mình sẽ đây, các bạn nhìn thấy mặt trên. Mình sẽ mở hộp chiếc máy này các bạn. Trên đây thì mình có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đây là nó giống như là một cái catalog nhỏ của hãng. Đây một chiếc tấm thiệp cảm ơn đến từ Martin Stander, CEO của công ty. Đây lời chào, khá lịch thiệp. Như các bạn vừa xem thì mình giới thiệu là máy này có thể kết nối qua đường lọc ở bên ngoài, thì họ kèm theo cho mình một cái ống nước, một cái ống để mình có thể kết nối vào được. Đây là dây nguồn của máy, mở ra. Đây là phần đầu trên của máy thì có màu đen khá đặc trưng. Lấy chiếc máy này ra. Đây là chiếc máy được bọc vào một lớp ni lông khá là cẩn thận. Mình sẽ lấy lớp.
Đây, các bạn nhìn qua chiếc máy thiết kế khá là đẹp, mang phong cách sang trọng của châu Âu. Có một đặc điểm của cái máy này là nó có bánh xe, mình có thể dễ dàng di chuyển. Nó cũng là một ưu điểm cũng có thể là một nhược điểm, tại vì rất có thể là mình khi mình đụng nhẹ vào thì chỉ cần đụng nhẹ vào phát là máy đã di chuyển rồi. Đây, các bạn nhìn sơ qua về máy thì mình giới thiệu thì ở đây là phía trên thì của máy được thiết kế là hoàn toàn là màu đen. Đây là khe hút khí. Đây là khe thoát khí các bạn. Khi không khí sẽ được hút từ dưới lên và sau đó thì sẽ chạy thoát qua từ đây. Không khí chạy qua máy thì sẽ được bị tách hơi nước ra và hơi nước sẽ giữ lại trong máy. Đây là bảng điều khiển, các bạn thấy điều khiển có thiết kế điều khiển một cái núm xoay này, một số nút. Ở mặt dưới là bảng đồng hồ điện tử. Đây, mình có thể bóc cái này ra. Dính chặt quá. Đây thì là một được một dán một tờ để giấy vào để thông qua một số thông số của máy, các bạn hãy xem. Và ở dưới cùng đây một logo. Xoay sang mặt bên, các bạn nhìn thấy nha, mặt bên đây thì là thiết kế hoàn toàn là màu trắng. Đây, hơi bẩn một chút, thật là do quá trình vận chuyển. Thì đây là khay lọc nước, mình sẽ tháo khay lọc nước ra. Bạn thấy khay lọc nước khá là tiện, khi mình mở ra tự động nó có một cái tay cầm. Khay lọc nước này có dung tích là khoảng tầm 4,2 lít nữa. Sau khi lấy ra thì mình có thể đổ nước ra. Okay, từ hai ống này hơi mình cho vào, tự lấy ra cho vào khá là dễ dàng này. Không dễ chút nào. Okay. Đây là mặt sau của máy. Thì mặt sau của máy đây chính là cái nơi mà không khí mình đi vào. Ở mặt sau thì cũng thiết kế là màu trắng. Ở đây là có hai cái tay. Cái này dùng để xách máy đi. Có thể mở ra các bạn xem. Đây. Đây là toàn bộ cái cửa lọc. Đây là bên trong là các hệ thống để tách hơi nước ra khỏi không khí. Được vít chặt bằng các ốc vít trên đây. Ở đây thì có một cái lỗ. Cái lỗ này là khả năng là dùng để mình lắp cái ống thoát nước từ bên ngoài ra. Thoát nước ra bên ngoài đây các bạn ạ. Lắp vào. Okay. Mặt phải thì toàn là màu trắng, không có gì hết. Xem là một chút. Sản phẩm di chuyển khá là dễ. Đây, sẽ xem các bạn xem toàn cảnh của chiếc máy á. Ở trong một clip sau thì mình sẽ bật thử máy và sử dụng máy xem thế nào. Chào các bạn, hẹn các bạn trong các clip sau.